Và chúng ta sẽ cùng đến với hai đội bóng là trận thứ tư của vòng 1/8. Chúng ta sẽ cùng nhiệt liệt chào mừng FC Thiên Trà Thượng Thôn về tham dự vòng 1/8 giải đá U18 Biên Phòng mở rộng năm 2022. Xin trọng kính mời. Âm thanh loa ngoài của sân đang gặp vấn đề. Tôi không bắt được Bluetooth, không biết khán giả nào bắt Bluetooth mất. Thiên Trà đang thể hiện một sức mạnh khủng khiếp ở giải đấu này. Họ đứng nhất bảng D và Thượng Thôn thì đứng nhì bảng C. Cặp thắng trong cặp đấu giữa cao thủ Thiên Trà và Thượng Thôn sẽ gặp Quan Đình ở vòng tứ kết. Bên ngoài sân thì huấn luyện trưởng Đinh Thìn của Thiên Trà đang bảo là ăn chặt rồi, nhá chặt rồi. Mục tiêu của Thiên Trà ở giải đấu này đó là có mặt ở 4 đội mạnh nhất. Ngày hôm nay thì do điều kiện trời mưa và rằm tháng 7 nên khán giả của Thiên Trà đến sân hơi ít. Khán giả của Thượng Thôn, đội bóng có thể coi là chủ nhà ở sân Hoàng Yến ngày hôm nay, đến sân cũng không quá nhiều. Trọng tài bắt chính là trọng tài Nguyễn Khắc Hưng. Trọng tài của ban tài huyện Yên Phong, người Lạc Nhuế. Và ngay phút đầu tiên thì cầu Thiên Trà đã nhập cuộc rất xông xáo và tự tin. Huấn luyện viên trưởng của FC Thiên Trà bên ngoài sân là Đình Thìn. Thiên Trà ra sân ngày mai với các thủ Sĩ Tiến đá số 16, Hữu Linh đội trưởng số 10, Thế Duy số 19, Văn Phước số 9, Hữu Khải số 11, Thế Tuyền số 20 và ngôi sao sinh năm 2K7 Văn Bách, xưa 2K8 Văn Bách đá số 6. Văn Bách hiện tại vừa được gọi vào đội tuyển U16 Việt Nam. Tuy nhiên thì anh đã không, cầu thủ này đã không thể góp mặt tại U16 Việt Nam để chơi giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Bên phía Thượng Tôn, ngày nay thì Thượng Tôn họ ra sân với bộ trang phục xanh, màu xanh xanh, con kênh xanh xanh, giống với màu sân của Hoàng Yến. Thủ thành của các cầu thủ Thượng Tôn đó là Hiếu Lờ Ghiêu, tài năng thủ thành tốt nhất của Thượng Thôn, vì Ngọc Thô của bóng Thượng Thôn ở thời hiện tại. Trọng Hiếu đeo số 1, đội trưởng của Thượng Thôn là Văn Thêm, ca thủ Tuấn Khanh số 14, Chí Tài số 7, Tuấn Phong đeo số 10, Bảo Minh số 66 và Tiến Đạt đeo số 11. Đã có một cầu thủ của Thiên Trà gặp phải một chấn thương, Hữu Khải đang bị đau ở trên sân. Trong mỗi trận đấu của vòng 1/8 trở đi, chúng tôi sẽ cố gắng gửi đến các bạn hình ảnh chân thực nhất bằng độ phân giải hai máy quay để cho các khán giả ta có góc nhìn đa chiều về một giải đấu U18. Hình ảnh và chất lượng quay phát sẽ là đạt chuẩn luôn. Chúng tôi nghĩ đơn giản đây không hẳn là một, không chỉ đơn giản là một giải đấu mang tính chất tranh cúp, mà nó còn phải là những, nó là giải đấu để các cầu thủ, khán giả ta ghi lại những hình ảnh ấn tượng của giải đấu, là những cái kỷ niệm cho các cầu thủ trên sân để tham dự giải đấu này, để sau này chúng ta nhìn lại và không có gì phải tiếc nuối khi mà đóng góp một số tiền 4 triệu đồng vào một giải đấu như thế này cả. Chúng tôi cũng đang rất hy vọng là Thiên Trà sẽ tham dự giải U21 của Yên Phong sắp tới. Chúng tôi sẽ rất ưu tiên cho các đội bóng mạnh để chơi giải 21. Đã có khoảng 4 đội bóng đăng ký giải U21 nhưng bị chúng tôi loại khỏi hồ sơ do thực lực, và chúng tôi cũng đang chỉ mong muốn là làm sao giải U21
chỉ khoảng 12 đội thôi, cùng lắm là 16. Để chơi một cái giải đấu đẹp nhất với các ngoại binh, hai ngoại binh. Và với hai ngoại binh có mặt như vậy thì chất lượng của giải đấu sẽ lớn hơn. Vâng, xin mời anh Thìn của Tiên Trà, mời một số khán giả của Tiên Trà ra khỏi sân đã. Thượng thôn, thậm chí là sân nhà ngày hôm nay thì khán giả cũng ở phải bên ngoài. Và xin mời các khán giả đứng trong sân ạ. Xin mời các bác ra sân đi ạ. Xin mời anh ạ. Xin mời các gì ở ngoài đi ạ. Không ạ, xin mời bác. Không ai ngoại lệ này cả. Chủ nhà Thượng thôn cũng phải ra ngoài sân chứ đừng nói gì là đội bóng FC Tiên Trà. Xin mời anh ạ. Anh di chuyển đi ạ. Xin mời anh Thìn. Di chuyển cho các khán giả của anh ra ngoài sân đi ạ. Vụ này thì có lẽ phải nhờ đến anh Phương Hoàng Yến, thì đây là sân nhà của Thượng Tôn. Như vậy là đã có bàn thắng cho Thượng Tôn rồi. Chúng tôi còn đang chưa biết điều gì xảy ra. Người ghi bàn cho các cầu thủ Thượng Tôn đó là đội trưởng Văn Thêm. 1-0. Cháu ra bảo bạn nhỏ lên giải thích, mang chú lên đó. Áo đỏ ấy. Tình huống đánh đầu của Văn Thêm, 1-0 cho Thượng Thôn. U18 Thượng Thôn. Đây là Thượng Thôn. Rất nguy hiểm. Pha xử lý bóng có phần mạo hiểm. Những hình ảnh đa chiều nhất được chúng tôi truyền tải đến các vị khán giả. Nhắc lại là mỗi trận đấu chúng tôi phải quay phát bằng hai máy quay, tức là gấp đôi công quay phát hàng ngày. Thì quan trọng nhất là chúng ta có được những góc nhìn đa chiều, kỷ niệm cho một giải đấu. Vâng, xin thông báo với quý vị khán giả là nếu mà treo thưởng chung cho hai đội bóng thì bình luận viên sẽ đọc trên loa. Còn nếu mà treo thưởng riêng cho từng đội thì tôi xin phép là không đọc. Và các bạn nếu mà có tài trợ cho các cầu thủ trên sân thì các bạn cứ gặp chỗ anh Đình Thìn hoặc là anh Đông Bụng Vệ của Thượng Tôn để tài trợ riêng. Bây giờ gọi loa, bây giờ mà Tiên Trà tài trợ, Thượng Thôn cũng tài trợ. Vui với các bác nhưng mà không vui với đội ngũ bình luận viên live stream trên mạng được. Bác muốn ủng hộ, bác ủng hộ vào giải đấu hoặc là ủng hộ vào hai đội bóng trên sân ghi bàn đầu tiên thì ok ngay. Đọc loa mỗi phút 10 lần. Bác có 10 tỷ ủng hộ giải đấu thì em cũng không nhận. Bác có tiền thì bác tiêu. Cái vấn đề này chúng tôi đã thông báo họp báo live stream ngay từ đầu rồi. Rất nguy hiểm. Có vấn đề gì em ơi? Vâng, xin mời các khán giả ở phía sau cặp gôn khi mà các anh di chuyển ra bên ngoài giúp ạ. Để không làm ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ trẻ. Xin mời anh Phương Hoàng Yến sử dân anh di chuyển cho em chút ạ. Chúng tôi làm những giải đấu và chúng tôi muốn công bằng, chúng tôi không thiên vị Tiên Trà mà cũng chẳng thiên vị Thượng Thôn. Thượng Thôn thì còn thậm chí còn sân nhà hơn, khán giả vẫn phải ở bên ngoài. Pha bắt bóng đến từ thủ thành Hiếu Đờ Kiều.
vẫn là cao thủ thượng thôn. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Quan Đình, một cặp đấu rất khó lường. Vâng, bây giờ thì khán giả Thượng Tôn cũng ra tài trợ mỗi bàn thắng 100.000 đồng. Bên như vậy rất là khó bàn chức. Các bác có tài trợ thì gặp anh Đông Bụng Phệ ở bên kia. Các mạnh thường quân thì sẵn sàng nhận tiền ngay. Và chính anh Đông sẽ là người truyền tải thông điệp đến cho các cầu thủ trên sân. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều các trường hợp rồi. Vì vậy mà mong hy vọng là các khán giả cũng cùng thông cảm. Một sự khởi đầu đến từ đội bóng có thể coi là chủ nhà của giải đấu này. Ngay cả đội bóng chủ nhà Đồng Thôn đăng ký giải đấu của U18 cũng bị loại khỏi giải đấu do đăng ký muộn. Chúng tôi cũng đã phải danh sách nộp của giải U18 đã chứng lại rất nhiều các đội bóng. Tôi cũng xin lỗi các vị khán giả và xin lỗi các đội bóng đã không thể chơi giải đấu này. Thật sự ở thời điểm này nếu như có một sân bóng nào mà đủ diện tích, đủ số lượng sân để đáp ứng cho 32 đội rất nguy hiểm. Vẫn là một pha dứt điểm đầy tự tin đến từ Tuấn Khanh. Ở ngoài sân thì những khán giả của đội bóng Thượng Tôn cũng đã đến sân ngày một đông hơn. Đây là trận đấu thứ tư trong buổi tối ngày hôm nay. Sân trơn bóng ngất. Đã có một tình huống phạm lỗi. Chiếc thẻ vàng được dành tặng cho Trọng Hiếu. Phan Bách đang nằm sân, một cầu thủ chuyên nghiệp, cầu thủ đang ở lò đào tạo PVF. Một tình huống cố định. Tình huống đá phạt cố định dành cho Tiền Trà. Đứng trước quả đá phạt bây giờ là đội trưởng Hữu Linh. Rất căng. Phạt dứt điểm rất căng. Tiền Trà đang bắt đầu gia tăng sức ép. Họ sẽ chờ đợi rất nhiều vào đội trưởng Hữu Linh. Bên cạnh đó là cầu thủ đang thuộc lò đào tạo của PVF Văn Bách. Coi! Không vào! Rất đáng tiếc cho cầu thủ áo trắng. Người dứt điểm không thành công là Thế Duy.
chúng ta đã được chứng kiến bất ngờ đầu tiên của vòng 1/8. Tình huống cố định dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tiên Trà, vẫn là một phòng cố định thôi. Tiếp tục là tiếng phạt góc. Không vào. Các cầu Tiên Trà đang tạo sức ép rất lớn và người dứt điểm vừa rồi lại tiếp tục là Thế Duy. Thượng Thôn đang phải lùi về khá thấp. Vẫn là các cầu thủ Tiên Trà. Đánh đầu. Phản công cho Tiên Trà. Tình huống xoài bóng. Chiếc thẻ vàng được trọng tài Khắc Hưng rút ra. Vẫn là chủ động của Tiên Trà. Văn Bách. Cầu thủ Tiên Trà rất khỏe. Đội bóng có thể lực tốt nhất giải đấu. Phối hợp có phần máy móc đến từ cầu Tiên Trà.
vẫn là Thượng Thôn. Pha dứt điểm rất nguy hiểm. Đội bóng áo xanh đang chơi như là một cái lò xo. Tình huống giật gọn đến từ Tuấn Khanh. Lại là Văn Bách. Suốt ngay. Không thể. Sắp tới thì Tiên Trà cũng sẽ tham dự giải đấu Họ Xá Open. Pha bắt rất tốt của thủ thành Hiếu đầu kia, thủ môn Trọng Hiếu. Tôi đã từng có một video clip dành tặng riêng cho thủ thành Trọng Hiếu trong một trận đấu mà tôi được làm việc tại Thượng Thôn năm 2020. Thủ môn trẻ nhất của giải đấu năm vừa rồi, năm đó. Vâng, xin mời anh Phương Hoàng Yến vào trong sân, mời các khán giả ra ngoài sân với chúng tôi ạ. Tỷ số vẫn đang là 1-0. Phản công. Thủ thành Trọng Hiếu vẫn là một viên ngọc thô của bóng đá Thượng Thôn. Điều quan trọng với thủ thành này là cần phải được thi đấu thường xuyên. Cao Bầu cũng sẽ rất tin tưởng với những tình huống phản xạ của cầu thủ này. Vừa rồi chúng tôi đã nhận được đăng ký chơi giải U21 FC Tam Tảo. Nhưng mà giải U21 chúng tôi sẽ ưu tiên cho các đội bóng ở Yên Phong trước. Chỉ còn 3 suất thôi. Chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn vào thời điểm thích hợp nhất. Phản công cho Tiên Trà. Văn Bách. Thế ai?
Tỷ số vẫn đang là 1-0. Đội bóng Thượng Tôn vẫn đang dẫn trước. Em tên gì? Các thủ tiền trà có thay đổi người. Thế Tuyên rời sân và Khắc Sướng được tung vào sân. Văn Bách có lợi dứt điểm, tỷ số là 1-0. 1-0 dành cho Tiên Trà. Ngôi sao của một cầu thủ lớn đã lên tiếng ở thời điểm mà Tiên Trà rất cần Văn Bách. Tỷ số là 1-0. Pha ăn mừng đúng theo phong cách của CR7 đến từ Văn Bách. Một tình huống giữ bóng dứt điểm. Rất hay đến từ Văn Bách. Vâng, như vậy là xem ba. Tình huống phạt góc. Văn Bách. Vẫn là Văn Bách. Bóng đã đi hết từ biên ngang. Một pha bóng mà thủ thành Trọng Hiếu không thể làm gì được hơn. Đơn giản Văn Bách quá xuất sắc ở tình huống đó.
Sắp tới thì Tiền Trà cũng sẽ tham dự giải Ngọ Sáo Open bên Châu Minh và Bắc Giang. Đó là một giải đấu cũng 24 đội bóng tham dự, nhưng tính chất và sự cạnh tranh sẽ lớn hơn rất nhiều với giải U18. Tiền Trà. Tỷ số là 2-1. Một màn nội ngược dòng. Đó là điều cần thiết với một đội bóng được đánh giá là ứng cử viên. Cuối cùng thì Thế Duy cũng đã ghi bàn. 2 phút bù giờ cho hiệp 1. Một pha dứt điểm giấu chân và Trọng Hiếu không có cơ hội. Không gọi nó đâu chứ, anh không nghe thấy đâu. Qua wow, em gọi bao lần rồi. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Tiền Trà. Lại là Văn Bách đối mặt. Trọng Hiếu đã bắt gọn trái bóng. Một cầu thủ Thượng Thôn đang nằm sân. Nhiều khả năng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số là 2-1 cho Tiền Trà. Một màn nội ngược dòng. Tỷ số là 2-2. Một sai lầm đơn giản thôi. Pha ghi bàn đến từ Bảo Minh. Những sự bất ngờ liên tiếp xảy ra trên sân vận động Hoàng Yến cho trận đấu thứ tư ngày hôm nay. Bảo Minh đã ghi bàn cho Thượng Tôn để gỡ hòa 2-2. Một tình huống treo bóng đơn giản đến từ Trọng Hiếu. Hiếu đầu kia. Và sau đó Bảo Minh có một tình huống đánh đầu ngược. Tỷ số là 2-2 và hiệp 1 kết thúc. Một kết quả rất cởi mở. Kết quả rất cởi mở, một hiệp đấu rất cởi mở đến từ cả Thượng Thôn và Tiền Trà.
Chúng ta sẽ cùng quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai. Tiên Trà và Thường Thôn đang tạo ra trận cầu nhiều bàn thắng nhất trong hiệp 1 của giải bóng đá U18 Yên Phong, đó là trận 1-8. 4 trận đấu chiều ngày hôm nay. Đây chính là trận đấu hiệp 1 có 4 bàn thắng được ghi, chia đều cho hai bên. Thượng Thôn hai lần Thượng Thôn đã lên dẫn trước, nhưng Tiên Trà với bản lĩnh của mình đã có được 2 bàn thắng liên tiếp. Nhưng sau đó thì đội bóng Thượng Thôn đã có bàn gỡ ở những giây cuối cùng, ở những phút cuối cùng. Tỷ số tạm thời là 2-2. Kết quả hòa 2-2, hòa 2-2. Cả hai đội bóng đều đã thi đấu đầy quyết tâm và nhiệt huyết. Thượng Thôn thì đang tất nhiên thì đánh giá thấp hơn so với các thủ Tiên Trà, nhưng bù lại thì tinh thần của họ đang rất là thoải mái trong trận đấu này. Họ chơi bóng đơn giản. Quan trọng là sự hiệu quả thì cả hai bóng đang như nhau. Đưa tỷ số là 3-2. Thế Duy là người đã đối mặt với thủ thành Trọng Hiếu, Hiếu được kia. Nhưng cầu thủ thủ thành của Thượng Thôn vẫn đang rất xuất sắc và bắt bóng gọn gàng. Một trong những thủ thành tốt nhất của Thượng Thôn ở hiệp này. Trận đấu rất khó lường. Tiên Trà rõ ràng đang chủ động hơn, nhưng họ cần phải học bài học của Trung Bạn trận đấu trước. Trận đấu mà các đội Trung Bạn cũng đã có một thế trận áp đảo Ngọ Xá, nhưng cuối cùng thì Ngọ Xá mới là đội bóng đi tiếp. Trên là sút penalty, vẫn không có bàn thắng. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra bởi cao thủ Tiên Trà. Người vừa dứt điểm chính là Văn Phước. Mấy đứa.
rất nguy hiểm. Lượng khán giả của hai bên là tương đồng nhau. Rõ ràng Thượng Thôn cách sân Hoàng Yến 500m. Còn Tiền Trà có thể xa hơn. Tiền Trà có thể ở xa hơn nhưng lượng khán giả của Tiền Trà thì không hề kém Thượng Thôn một chút nào cả. Trọng tài tuyển cò quay nói vui là ngày hôm nay cả làng Tiền Trà đi xem bóng đá. Và nếu như trộm vào nhà thì không biết là còn cái gì không. Nếu như Tiền Trà vẫn cứ đi tiếp và tiến sâu thì lượng khán giả hứa hẹn đến sân Hoàng Yến sẽ còn đông hơn nữa. Và như thế thì anh Phương Hoàng Yến sẽ rất vui. Càng đến sân nhiều thì quảng bá về hình ảnh sân Hoàng Yến càng lớn. Pha phối hợp không thành công. Rất may là ngày hôm nay thời tiết đã không mưa và trên bầu trời đã xuất hiện những ánh trăng. Nói hẹn vào ngày mai trời cũng sẽ đẹp hơn, sân sẽ khô hơn. Đá biên dành cho Thượng Thôn. Họ lại chờ đợi vào tiếng bóng bổng. Kiểu như Leicester City đây. Đứng trước quả đá biên bây giờ đang là Tuấn Khanh. Tuấn Khanh và Văn Thêm, Trọng Hiếu là một bộ khung mà Thượng Thôn đã gây dựng từ giải đồng niên. Phản công Văn Bách. Văn Bách đã lựa chọn một quyết định khó hiểu, không biết là sút hay chuyền. Một tình huống đi thẳng từ hành lang biên vào trung lộ đến từ Văn Bách. Đối mặt. Đấy rồi, đối mặt, không vào. Văn Bách đã dứt điểm. Một tình huống chuyền dài. Cầu thủ bên phía Thượng Thôn đang nằm sân. Các tổ bên phía Thượng Thôn chưa Tiền Trà thay người. 20 vào sân, Thế Tuyên vào sân và Thế Duy được cho ra nghỉ. Vâng, trọng tài cho phép anh Phương chủ sân Hoàng Yến dừng trận đấu một chút ạ. Đội
11 vào sân à? Chú đạp vào sân nhỉ? Các tổ bên phía Thượng Thôn thay người. Tiến Đạt vào sân và Chí Bảo được cho ra nghỉ. Tỷ số vẫn đang tạm thời là 2-2. Vâng, xin nhắc lại là rất xin lỗi các quý vị khán giả ở tại trực tiếp ở sân. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã thông báo ngay lúc họp báo rồi. Tôi không thể tiện đọc cái tiền ủng hộ riêng cho từng đội một. Tại vì như vậy sẽ đọc rất là nhiều từ đầu đến cuối. Mỗi thời điểm, tất nhiên là nếu đọc nhiều thì các đội bóng sẽ được tài trợ nhiều, tôi hiểu điều đó. Thế mà nó sẽ làm mất công bằng và trận đấu nó sẽ bị gián đoạn nhiều bởi các tình huống ra đọc tiền. Vâng, xin mời các quý khán giả nếu theo dõi trận đấu này thì đừng đu cái lưới của ban tổ chức, đặc biệt là trên sân số 2 kìa. À, thời điểm này thì anh chủ sân và các cộng tác viên của sân Hoàng Yến cần phải ở quanh sân thôi. Bình luận viên nhắc cũng không nhắc hết được. Và bóng đá là môn thể thao cảm xúc và chúng ta không thể kìm hãm được cái cảm xúc đó. Tình huống đá biên.
vẫn là sự xử lý bóng của các đội thượng thôn. Có lẽ các đội bóng thượng thôn đang mong muốn và chờ đợi. Mong muốn và mong muốn và chờ đợi vào những tình huống câu giờ để hướng trận đấu về là sút penalty. Pha bóng mang tính chất câu giờ đến từ Tuấn Khanh. Ngay lập tức trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành riêng cho Tuấn Khanh. Hoan hô Trọng Hiếu, vẫn là Hiếu đờ kia. Các cầu tiên trà thay người, tiên trà thay người. Khắc Sướng rời sân và Thế Duy được tung vào sân. Pha cứu thua rất hay đến từ Trọng Hiếu. Tập trung vào quê đi Thanh Quân. Một tình huống mà thủ thành Trọng Hiếu tiếp tục cho thấy sự xuất sắc và bản lĩnh của mình. Một trong những cầu thủ sinh năm 2K6 trẻ nhất trong đội hình của FC Thượng Thôn. 2K7 2K6, vâng, Trọng Hiếu 2K6. Đây là chuyên nhân của Đông Bụng Vệ, huấn luyện viên trưởng của Thượng Thôn đây. Hiếu đầu kia. Xả trường của Đông Bụng Vệ là đánh chắn. Môn thể thao trăm cây là một thể thao sở trường của Đông Bụng Vệ. Bên cạnh đó thì anh cũng làm một thủ môn. Hai năm qua và bây giờ thì Trọng Hiếu thậm chí còn đang trưởng thành hơn. Vẫn là đầu tiên trà. Và như vậy là bàn thắng thứ 3. Quá bất ngờ. Ngay sau khi vào sân thay người thì Thế Duy đã ghi bàn. Một tình huống mà tưởng chừng như cơ hội đã trôi qua, nhưng một pha chạm bóng vừa đủ để đánh bại được Trọng Hiếu. Một pha có lẽ là chuyền bóng nhưng không ai nghĩ là một pha dứt điểm. Thế Duy đã ghi bàn thắng thứ 3 cho cao thủ Thiên Trà. Và tỷ số là 3-2. Các thủ bên phía Thượng Thôn thay người. Cầu thủ đeo số 11 Tiến Đạt rời sân. Và người vào sân là Chí Bảo. Hoàng Chí Bảo thì phải.
sẽ lại chờ đợi đá biên. Thượng Thôn sẽ chờ đợi những tình huống như thế này. Rất nguy hiểm. Quá đáng tiếc cho các đội Thượng Thôn. Và bàn thắng thứ tư. Vỡ trận mất rồi. Bàn thắng thứ tư. Văn Bách là người đã có một tình huống truyền ra, và Thế Duy có một cú đúp bàn thắng dễ dàng nhất của Thế Duy ở giải đấu này. Thủ thành Trọng Hiếu đã đổ người. Các thủ bên phía Tiền Trà thay người. Sĩ Duy vào sân và Thế Tuyên được cho ra nghỉ. Hai bàn thắng thật sự là không ai ngờ đến thì lại đến. Hậu vệ của ca thủ Thượng Thôn là người mắc lỗi trước, sau đó thì cộng hưởng thêm may mắn. Chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành cho Hữu Khải. Tình huống mà trọng tài Khắc Hưng xác định một tình huống xoạc bóng nguy hiểm. Một tình huống cố định cho Thượng Thôn. Tốc độ rất lớn. Các thủ bên phía Thượng Thôn thay người. Chí Bảo rời sân và Tiến Nghiệp được tung vào sân. Vừa vào sân thì thay ra ngay. Tiến Nghiệp vào sân. Đội thắng ở trong cặp đấu này sẽ gặp Quan Đình. Tiền Trà gặp Quan Đình cũng sẽ là một cặp đấu thú vị đây. Trọng Hiếu đang không giữ được bình tĩnh. Một chiếc thẻ vàng là rút ra cho Thế Duy. Một tình huống gây hấn đến từ cầu thủ số 6 đội trưởng Văn Thêm. Các thủ bên phía Thượng Thôn thay người. Trọng Hiếu sẽ rời sân và Chí Bảo được đứng trong khung gỗ. Các thủ Thượng Thôn sẽ chơi power play ở những thời điểm cuối cùng này. Tất tay rồi. Thank you.
Nút tình huống anh ơi. Mỗi thẻ luôn là phải bồn luôn cho nhanh này, không được. Phản công. Ca thủ bên phía thượng thôn tiếp tục thay người. Chí Bảo. Xin lỗi, Tiến Nghiệp rời sân và Trọng Hiếu được tung vào sân. Trọng Hiếu bây giờ thì đá tiền đạo. Bây giờ thì thượng thôn chỉ còn duy nhất một lượt thay người cuối cùng mà thôi. Thượng thôn sẽ chỉ còn duy nhất một lượt thay người. Đá biên. Trận đấu mà rõ ràng là thượng thôn đã thua từ những tình huống phản công, sự già dơ. Đánh đầu. Bóng đá nằm gọn trong tay thủ thành Sĩ Tiến. Vẫn là Hữu Linh. Rất nhịp nhàng. Mất bóng trước phản bách. Cầu thủ thi đấu hay nhất bên phía cao thủ Thiên Trà trong trận đấu này. Đá phạt. 3 phút bù giờ cho hiệp 2 của trận đấu thứ 4 vòng 1/8. Giải bóng đá U18 Biên Phòng. Thiên Trà đang tràn trề cơ hội để có mặt trong loạt trận đấu tứ kết. Thank you.
rất căng. Tỷ số là 5-2, dấu chấm hết cho các cầu thủ bên phía Thượng Thôn. Hat-trick của Thế Duy. Hat-trick đến từ Thế Duy. Và dứt điểm quyết đoán. Chí Bảo chỉ còn đứng chôn chân. Không có cơ hội. Càng thi đấu các thủ tiền trà càng thăng hoa hơn. Họ vẫn chưa muốn dừng lại. Và trọng tài Khắc Hưng cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu thứ tư ở vòng 1/8. Tiên Trà sẽ có mặt ở vòng tứ kết và đối thủ của họ là Quan Đình. Lại là một trận cầu đình nữa. Một trận cầu đình. Xin cảm ơn các thủ Thượng Thôn. Xin chúc mừng FC Tiên Trà. Một chiến thắng thuyết phục của đội bóng Tiên Trà trước Thượng Thôn. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào các giải đấu vào ngày mai. Xin chào, hẹn gặp lại.